Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Long Vĩnh của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì ở trên mặt tiền đường bê tông công cộng này có một miếng đất, hai miếng đất nền đang bán giá là 380 triệu một nền. Để em sẽ giới thiệu cho anh chị xem nha. Đường này của mình là đường bê tông công cộng khoảng 2,5 m, xe ô tô đi được nha, và là đường thông luôn. Thì cái hướng ở trên đây anh chị đi ra tầm khoảng 100 mét đổ lại thôi là sẽ tới cái đường huyện lộ 16C. Thì cái con đường đó nếu như mà anh chị rẽ trái qua bên đây là mình sẽ đi về ủy ban, chợ, trường học của xã Long Vĩnh. Còn nếu như mà anh chị rẽ phải qua bên đây là mình sẽ đi ra ngoài chợ kênh 14 Cống Điếu. Rồi anh chị có thể đi ra ngoài xã Thạnh Trị hay là về thị trấn Vĩnh Bình là đều được hết luôn ha. Thì cái con đường này của mình nó có tên là đường Bà Giàu nha anh chị. Ở đây là dân cư cũng khá là đông đúc luôn nha anh chị xem nè. Đó, xung quanh là rất là đông luôn ha. Thì miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị là cái miếng đất ở bên đây nè. Thì chủ chia làm hai nền để chủ bán. Mỗi nền thì có diện tích bề ngang là 5 m, chiều dài là 26 m. Trong đó có 100 mét vuông thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 380 triệu một nền. Thì cái nền thứ nhất á, bề ngang 5 m á, là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cái khoảng cái cây trụ ở bên đây đó. Ủa từ đây phải không anh, em quên mất tiêu rồi. Từ đây phải không? Từ ngay chỗ cái cây trụ này nè, mình sẽ đo dài qua tới bên đây là nó sẽ tới cái khoảng ở đây nè anh chị, là nó sẽ tới khoảng ở đây là 5 m nè. Chiều sâu dài xuống là nó tới ngay chỗ mà gần cái cây cột điện này đi qua nè. Ở đây là nó có một cây trụ luôn nè ha. Bên đây là một nền, bên đây là một nền. Thì hai nền nó là diện tích bằng nhau hết, là ngang 5 dài 26, đều có 100 thổ hết nha. Giá là 380 triệu. Thì giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp với chủ đất để thương lượng luôn. Còn ở bên đây là mình sẽ được một mặt tiền nữa. Thì cái mặt tiền đường này là đường đi vô trong nhà dân ở trong kia. Thì do là đất của mình nó nằm ở sát mí ở đây nè, sau này về anh chị muốn rào hàng rào lên là cũng được luôn. Hoặc là anh chị muốn để như thế này để cho mà người dân ở trong người ta đi dễ hơn thì cũng được luôn nha. Nói chung cái đó là tùy anh chị thôi. Tại vì ở bên đây là đất của mình chứ không phải là đất của nhà nước, cho nên là mình có quyền rào lại ha. Còn cái con đường này thì là do hàng xóm ở trong người ta đổ đường để đi vô trong nhà của người ta ở trong kia chứ không phải là đường của nhà nước. Cho nên nó là mình sẽ không có bị cái mốc lộ giới nha. Cái mốc lộ giới là mình chỉ bị cái con đường ở phía trước mặt tiền là đường Bà Giàu thôi ha. Ở đây là điện nước wifi là có đầy đủ hết luôn nè. Ranh giới của mình là sẽ tới ngay chỗ cái cây khoảng ngay cây trụ ở đây nè anh chị. Nó chiều dài là xuống tới ngay đây nè ha. Chạy dài xuống tới ngay chỗ cái cây trụ này nè. Đó, ở bên đây thì dân cư cũng rất là đông luôn nè. Đường này thì đi vô trong nhà dân thôi ha. Từ ngay chỗ vị trí đất của mình mà anh chị đi ra tới ủy ban, chợ, trường học của xã Long Vĩnh thì trung bình là tầm khoảng 2 cây số nữa. Còn mà mình đi chợ gần hơn là chợ kênh 14 Cống Điếu thì mình đi là tầm khoảng 850 m thôi. Đất của mình thì em thấy là đã đổ mặt bằng cao ráo rồi nè. Như anh chị xem cái phần đường đi là ở đây nè. Nó thì đất của mình là cao ráo bằng đường đi hết rồi nè. Cũng vuông vức nữa. Ngang 5, dài 26, có 100 m thổ, giá là 380 triệu. Giá cả thì mình sẽ gặp trực tiếp với chủ đất để thương lượng luôn nha. Đường của mình thì là đường bê tông nhưng mà là đường thông và xe ô tô đi được nha anh chị. Ngon lành luôn ha. Thì anh chị quan tâm thì mình cứ đi xem thử xem là như thế nào ha. Còn bây giờ thì để em sẽ mở định vị lên để cho anh chị xem nha. Cho em mượn với. Đất của mình là không có mồ mả gì hết nha anh chị. Mà dân cư ở đây thì cũng đông nữa cho nên là về đây là anh chị cũng không có sợ buồn nữa. Đất của mình là sẽ nằm ở hướng đông bắc nha. Đây, thì cái nút mà xanh xanh là vị trí mà em đang đứng nè. Đây, cái nút xanh xanh là vị trí em đang đứng á. Đường này là đường cầu Bà Giàu nè. Ở bên đây là đường huyện lộ 16C nè anh chị. Đó, thì mình đi cái hướng qua bên đây khoảng 850 m thôi là mình sẽ tới chợ 14 Cống Điếu. Đây, chợ kênh 14 Cống Điếu nè. Còn mà mình đi ngược về hướng ở trên đây nè, ở đây là mình sẽ tới ngay chỗ ủy ban của xã Long Vĩnh nè. Ở đây là có bưu điện nè, có trạm y tế, có trường học, có chợ của xã Long Vĩnh luôn. Thì mình đi là khoảng 2 cây số nha.
Còn cái con đường ở trước đất đây của mình á, thì nó sẽ thông xuống dưới đây nè. Đó, nó sẽ thông nè. Nó thông xuống cái đường nhựa ở dưới đây luôn. Đường này là đường thông nha, xe 7 chỗ vô được luôn. Đường này của mình á, trên sổ là có hiển thị tên đường luôn, là đường Bà Giàu nha anh chị. Thì từ ngay chỗ mà vị trí của mình á, anh chị về tới ngay chỗ thị trấn Vĩnh Bình á, trung bình là khoảng 6,3 cây số nha. Đây, thị trấn Vĩnh Bình là 6,3 cây số nè, mình đi là khoảng 12 phút thôi ha. Thì nếu như mà anh chị cho con mình đi học á, thì mình nếu mà học trường tiểu học á, thì mình có thể học ở xã Long Vĩnh, hoặc là anh chị lên trên Vĩnh Hụ cũng được. Còn không thì mình có thể đi ra ngoài thị trấn Vĩnh Bình á, thì thị trấn Vĩnh Bình là sẽ có đầy đủ hết. Trường mầm non, trường mẫu giáo nè, cấp 1, cấp 2, cấp 3 là có hết luôn. Anh chị đi khoảng 12 phút là 6,3 cây số thôi là mình sẽ tới nha. Thì ở thị trấn Vĩnh Bình là cũng sẽ có chợ, có trường học, có ủy ban là đầy đủ hết luôn á. Những cái tiện ích xung quanh đó là có hết nha anh chị, là ở thị trấn Vĩnh Bình á. Đây, như anh chị thấy nè, có trung tâm y tế nè ha, trường trung học cơ sở nè, bên đây là chợ nè, nó chợ Vĩnh Bình nè ha, cỏ đây là thị trấn nè, ủy ban Gò Công nè, nó công an rồi nè ha, nhà văn hóa rồi nè, có đầy đủ hết luôn. Để em xem coi, từ ngay chỗ đất của mình đó mà anh chị đi ra tới ngay chỗ quốc lộ 50, ngay chỗ mà ngã ba Hòa Đồng á, thì trung bình là 8,3 cây số. Mình đi là khoảng 12 phút nữa là mình sẽ ra tới quốc lộ 50 nha. Không, nó sẽ gần hơn anh chị ơi, từ đây mà mình ra quốc lộ 50 nó gần hơn. Gì mà bà đám cưới đám u vậy đây? À, nó gần hơn anh chị, mình đi ra tới ngoài quốc lộ 50 là có khoảng 7 phút thôi, mình đi là khoảng 4,8 cây số thôi anh chị. Còn mà từ vị trí đất của mình á, anh chị về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, trung bình là 60 cây số nha, mình đi khoảng 1 tiếng rưỡi á. Anh chị có thể đi theo đường quốc lộ 50 nè. Đó, mình về thị xã Gò Công xong rồi mình đi lên tới đất của mình. À, 60 cây số mình đi 1 tiếng rưỡi nha. Còn từ vị trí đất của mình á mà anh chị về tới thị xã Gò Công á thì trung bình là khoảng 14 cây số nè. Đây, mình đi là khoảng 20 phút nữa. Vậy là anh chị đi theo đường quốc lộ 50 thì mình về tới thị xã Gò Công, xong rồi anh chị đi thêm 14 cây số nữa là sẽ tới đất của mình nha. Còn nếu như mà anh chị ở Mỹ Tho mình đi xuống đây á thì trung bình nó là khoảng 37 cây số. Anh chị đi là khoảng 1 tiếng á là mình sẽ tới đất của mình nha. Em thấy nó, nói chung là đường đi thì cũng gần nè. À, thì em xin nhắc lại ha, đất của mình nó là nằm ở xã Long Vĩnh của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đất là nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng 2,5 m và là đường thông luôn, xe ô tô vô được. Thì ở đây á, là chủ kêu bán hai nền. Hai nền là có diện tích bằng nhau hết, ngang 5 dài 26, có 100 m thổ cư. Chủ kêu giá là 380. Giá cả thì mình sẽ gặp trực tiếp với chủ đất để thương lượng luôn nha. Đây là đất của mình ha, đất thì em thấy là rất là vuông vức luôn. Điện nước wifi ở đây là có đầy đủ hết luôn ha. Đất là vuông vức, cao ráo, bằng phẳng hết luôn. Xung quanh đó là dân cư đông nè ha. Rồi anh chị xem đồng lúa nè. Mưa nữa rồi anh chị ơi, đen thui thùi lùi luôn. Rồi thì cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Nếu như mà anh chị quan tâm á, thì mình có thể liên hệ cho bên chị Quyền Trang để tụi em dẫn đi xem đất, rồi gặp chủ đất thương lượng giá cả luôn ha. Em thấy vị trí cũng đẹp nè, phong cảnh ở đây cũng đẹp nữa anh chị. Em không nói cho anh chị nghe là cái bà chị mà dẫn em đi quay miếng đất này nè, bà mới dụ em là mai mốt mà cái bông lúa này nè, anh chị mà mấy anh mà có người yêu á, hái bông lúa này tặng cho người yêu thôi, khỏi còn phải mua hoa mua quà gì, khỏi tốn tiền anh chị. Rồi em lại đi đục mưa nữa nha, bye bye anh chị. Trời ơi mưa quá trời rồi nè.